Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khu vực Hòa Vang đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9. Tại buổi tiếp xúc, những ý kiến cử tri huyện Hòa Vang quan tâm phản ánh tình trạng xuống cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, một số dự án treo kéo dài khiến việc chia cắt, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất khó khăn, nhiều dự án triển khai xây dựng hạ tầng cao hơn cốt nền, gây ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Cử tri Nguyễn Thuận, thôn Yến Đề 1, xã Hòa Tiến phản ánh: hiện nay nông nghiệp vẫn là nghề chính, nhưng nhiều hộ dân trong thôn đã bỏ ruộng hoang, không canh tác. Ông đề nghị thành phố, huyện có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích đất bị bỏ hoang, quan tâm hỗ trợ chế độ phụ cấp cho cán bộ cơ sở thôn và kịp thời thông tin minh bạch rộng rãi các kết luận sai phạm về kinh tế tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua đến với cử tri. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu và giải trình nhiều kiến nghị phản ánh của người dân, đồng thời tập hợp phân loại và chuyển đến các ngành chức năng giải quyết.